chẩn đoán COVID-19, thực hiện lấy mẫu ngoái dịch tị hầu và mẫu ngoái dịch họng. Đầu tiên, cần phải tuân thủ theo các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn thích hợp khi lấy mẫu từ những bệnh nhân bị nghi ngờ nhiễm virus corona. Bên cạnh đó, kỹ thuật viên nên đeo khẩu trang N95, áo choàng, kính bảo hộ và găng tay, trong video này, chúng tôi sẽ không thực hiện các bước sử dụng các trang bị bảo hộ, và thay vào đó chỉ thực hiện chi tiết các kỹ thuật lấy mẫu. Chúng ta bắt đầu với quy trình lấy mẫu ngoái dịch tị hầu. Người bệnh nên được phổ biến trước quá trình lấy mẫu và chuẩn bị tinh thần hợp tác, để bệnh nhân xì mũi trước nếu bệnh nhân có nhiều dịch mũi. Bệnh nhân nên ngồi ở tư thế thư giãn, thoải mái trong quá trình lấy mẫu. Nghiêng đầu bệnh nhân về phía sau một chút và dùng tay không thuận để đỡ đầu bệnh nhân nếu cần hãy dựa đầu bệnh nhân vào tường để giảm thiểu cử động giật đứng hơi lệch so với bệnh nhân để tránh nguy cơ lây nhiễm trong trường hợp bệnh nhân ho hoặc hát hơi đột ngột hãy chắc chắn thông báo cho bệnh nhân về sự khó chịu có thể xảy ra trong quá trình lấy mẫu và khuyên bệnh nhân nhắm mắt để dễ chịu hơn việc lấy mẫu chỉ nên được thực hiện bằng cách sử dụng tam bông vô trùng nhân tạo có trục nhựa dẻo không được sử dụng tam bông làm bằng canxi alginate hoặc tam bông có trục bằng gỗ. Những vật liệu này có thể làm bất hoạt các phần tử virus hoặc ức chế các xét nghiệm PCR. Hơn nữa, trục gỗ có nhiều khả năng gây thương tích cho bệnh nhân cầm tam bông giống như cầm cây bút bằng ngón tay cái ngón trỏ và ngón giữa giữ tay cầm hơi lỏng cho phép tam bông có thể điều chỉnh khi gặp bất kỳ lực cản nào trong quá trình lấy mẫu để giảm nguy cơ tổn thương cho người bệnh tránh sử dụng tư thế tay này khi lấy mẫu Bắt đầu lấy mẫu bằng cách đưa tăm bông theo chiều ngang vào lỗ mũi bên trái hoặc bên phải. Cẩn thận nâng tăm bông trong khi duy trì tăm bông giữa vách ngăn và sàn của mũi song song với vòm miệng. Không đưa tăm bông lên trên mà nhẹ nhàng đưa vào thẳng cho đến khi cảm thấy có lực cản khi tăm bông chạm đến vòm họng sau. Khi thu thập mẫu từ một bệnh nhân trưởng thành, khoảng cách di chuyển tăm bông khoảng 5 đến 6 cm. Giữ tăm bông ở độ sâu này trong vài giây, và nhẹ nhàng thu thập mẫu bằng cách xoay trục tăm bông. Tăm bông. Sau đó, từ từ và nhẹ nhàng lấy tăm bông ra. Đưa ngay tăm bông vào ống chứa mẫu. Ống này có thể chứa 2 đến 3 ml môi trường vận chuyển virus nếu không thể lấy mẫu ngoái dịch tị hầu vì bất kỳ lý do gì thì mẫu ngoái dịch họng cũng có thể được lấy qua đường miệng một lần nữa thông báo cho bệnh nhân rằng thao tác lấy mẫu sẽ gây khó chịu trong một thời gian ngắn và có thể làm người bệnh có cảm giác bị nghẹn hoặc buồn nôn yêu cầu bệnh nhân mở to miệng đưa lưỡi ra phía trước và để khẩu hình miệng chữ a đè lưỡi của bệnh nhân bằng thanh đè lưỡi nhẹ nhàng đưa tăm bông vào khoang miệng mà không chạm vào môi răng lưỡi vòm miệng cứng hoặc vòm miệng mềm nên tránh những bề mặt này vì chúng thường có nhiều loại vi khuẩn sinh sống. Lấy mẫu từ thành sau của họng. Xoay trục tăm bông nhẹ nhàng nhưng kỹ lưỡng. Lấy mẫu ở thành hầu họng. Cũng như với tăm bông ngoái dịch tị hầu, lúc này cần đặt tăm bông ngoái dịch họng vào ống lấy mẫu và gửi đến phòng xét nghiệm càng